chị và các bạn của học sinh Thánh Mẫu vui lòng ổn định chỗ để ban sổ số bắt đầu phát số cho quý chị. Riêng năm nay chúng ta chọn nơi này để gặp nhau. Kính thưa quý cha, kính thưa quý cô, cùng anh chị em và bạn hữu, hôm nay tôi xin đại diện cho ban liên lạc nhóm của học sinh Thánh Mẫu có đôi lời. Ban liên lạc nhóm của học sinh Thánh Mẫu đã hoạt động chính thức sau buổi họp mặt tháng 12 2014 cho đến nay. Mong muốn của chúng tôi là nối kết lại tất cả bạn bè ở khắp nơi trong và ngoài nước. Những người bạn của một thời niên thiếu
đã cùng bên nhau dưới mái trường thân mẫu thân yêu, tìm lại nhau mang niềm vui tiếng cười cho nhau khi ai nấy cũng đã ở tuổi về chiều. Với mong ước đó, chúng tôi cũng đã lập ra quỹ, đó là quỹ tương trợ. Thì hàng năm là chúng ta mỗi người đóng góp là 200.000 tiền Việt Nam, và cho đến giờ phút này cái giá đó chúng ta vẫn giữ. Cho nên hôm nay chúng tôi chỉ xin nhắc lại để các anh chị em hãy quan tâm với nhau về cái vấn đề quỹ này. Tại vì nếu chúng ta không có quỹ thì chúng ta sẽ không làm được gì hết. Cho dù chúng ta muốn làm cái này, muốn làm cái kia, muốn làm cái gì đó cho bè bạn liên quan đến cuộc sinh thánh mẫu mà chúng ta không có quỹ thì chúng ta sẽ không làm gì được hết. Cho nên hôm nay nhân cái ngày họp mặt này, chúng tôi xin nhắc lại và rất mong đợi các anh chị em bạn hữu hãy quan tâm đến quỹ tương trợ và hãy cùng nhau đóng góp để chúng ta có thể làm được cái gì đó cho hội của chúng ta và cho bè bạn của chúng ta vẫn còn đang khó khăn. Dạ, xin hết. Dạ, bước lên cô ơi, nhìn ngang trước cô ơi. Kính thưa cha và các cô, thì nhớ hồi xưa khi mà chúng ta còn học ở trong trường, thì trước khi mà vô lớp để bắt đầu một cái tiết học thì chúng ta có đọc cái lời nguyện, thì cũng xin cha các cô cùng toàn thể các bạn chúng ta đọc lại cái lời nguyện này. Dạ, xin bắt đầu nhé. Dạ. Xin mời tất cả các cụ sinh mình đứng lên để đọc cái lời nguyện mà trước khi mình vào lớp mình học. Dạ, thì tôi xin đọc và các bạn mà nhớ thì đọc theo. Dạ. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chăm chỉ học hành, rèn luyện tư cách, trao dồi tâm hồn bằng những đức tính tốt, để sau này chúng con có đủ khả năng giúp ích cho bản thân, cho gia đình và cho tổ quốc của chúng con. Amen. Dạ, xin các cha các cô và quý vị các bạn ngồi an toàn. Dạ, tiếp theo chương trình thì xin phép được giới thiệu cha Nguyễn Hữu Triết. Dạ, kính thưa cha, các cô và các bạn, trước năm 1992 thì cha là phó sứ gia định, và từ năm 93 trở đến nay cha là chánh sứ Tân Sa Châu ở quận Tân Bình. Thì cha, con xin cha lên sân khấu có đôi lời chia sẻ về những cảm nghĩ về buổi họp mặt hôm nay với chúng con. Dạ, con xin mời cha. Kính thưa các cô, kính thưa cha Duy Sơn, cũng như là tất cả các học sinh, cứu học sinh rất là thân mến. Trước hết là tôi rất vui mừng vì được dự cái buổi tập trung hôm nay tại đây. Và cũng rất ngạc nhiên, ngạc nhiên là bởi vì chúng ta ở tứ tán, mỗi người một phương, kể cả Mỹ, cả Pháp nữa, cũng réo nhau về được. Rồi bây giờ mỗi một người, bà nào, cô nào, cậu nào cũng là ông nội, ông ngoại hết rồi. Bao nhiêu chuyện, ở mỗi nơi đi làm, mỗi nơi, còn liên lạc với nhau mà còn quy tụ được như thế này, thì đấy là một cái điều hết sức là quý. Và tôi rất là ngạc nhiên khi mà cứu học sinh lấy máu mà có thể quy tụ được như thế này. Đấy là một cái điểm. Cái thứ hai nữa là nhờ quy tụ được như thế này, chúng ta ôn lại được những cái kỷ niệm xưa, đồng thời chúng ta có những cái sự gặp gỡ, giao lưu và về phương diện tinh thần giúp đỡ nhau, có thể kể cả về vấn đề làm ăn với người kia nữa, quen nhau, giúp đỡ nhau, mách bảo nhau đến chuyện làm ăn ở ngoài đời, thì đấy cũng là những cái rất là quý báu. Rồi đi xa hơn nữa, rồi qua những cái cuộc gặp gỡ như thế này thì biết bao, có thể
có những gia đình cũng trở thành con cháu mình trở thành xuôi gia, còn những gia đình bên kia, bên này bên kia, cô này cậu nọ vân vân, thì đấy cũng là một cái dây liên kết tuyệt vời nha, thêm cả tuyệt vời nữa. Và tôi cũng thấy là ngạc nhiên, như các cô và tất cả mọi người đều biết, cái trường lãnh mẫu ngày xưa của chúng tôi đó là một cái trường khó, có thể nói là bậc nhất của cái miền Nam này nhé. Học sinh nữ cấm không được ăn vặt, nam thì cấm không được hút thuốc nhé. Không được ăn vặt, không được hút thuốc, mà các cô mà cấm được ăn vặt, các cô thì quá xá rồi nhé. Là nhiều cô bị đoạt về cái chuyện đó, mà nhiều anh bị đoạt mà về cái chuyện hút thuốc lén nhé. Ăn mặc thì đấy, về các cô đấy thì đã có mấy bà Stanislas, bà này bà kia, mấy bà ấy kiểm tra từ cái áo trong tới áo ngoài, mặc cái đàng hoàng tử tế, thiếu một cái áo lá thì là bị đoàn, rất là khó khăn đấy. Một cái nhà trường kỷ luật như thế. Ở cái phòng giám thị chúng tôi thì lúc nào cũng có mấy cái lớp to bản nó bằng cái này nè. Và có lẽ cái người mà học sinh nhớ nhất là cha Thăng, bởi người ta đánh đau lắm, người đánh nhiều lắm, ưa đánh lắm, ưa gọi và ta đánh, ai cũng nhớ tới cha Thăng, người ta nhớ cha Thăng dữ lắm. Cha Hòa là cũng là cái dân của ca khá nghe, nhất là các anh. Thế thì một cái trường khó như thế mà ngày hôm nay học sinh cả 40 năm, hơn 40 năm nghe, 50 năm còn quy tụ được như thế này, còn liên kết được với nhau như thế này, thì tôi nghĩ đó là một cái giá trị rất là lớn. Còn mời được thầy cô chú về đây còn sum họp với nhau, nói chuyện vân vân, liên kết với nhau thì rất là quý. Cho nên tôi rất là vui mừng thấy sự thành công của anh chị em xuất phát từ Thánh Mẫu, Trường Thánh Mẫu ra. Và xin chúc mừng tất cả mọi người, xin Chúa ban cho sức khỏe để chúng ta làm việc ha. Đồng thời chúng ta liên kết với nhau, giúp đỡ nhau trên bước đường đời, giữ mãi cái mối liên hệ thật tốt, ít nhất là một năm một lần sum họp với nhau trong một cái cuộc vui như thế này. Xin chúc mừng tất cả mọi người và xin có mặt của cha Trần Văn Hòa để xin giới thiệu cha Trần Văn Hòa và các cô của chúng ta. Thì hôm nay có sự hiện diện của các cô Hạnh, cô Ngọc Anh, cô Diệp và cô Mùi. Còn một số cô, thí dụ như cô Tường Vinh thì cô vừa mới bị xe nó quẹt cho nên là cô không có đi được, và một vài cô cũng bận với việc bên gia đình. Một lần nữa xin tất cả các bạn chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để chào mừng quý cha và quý thầy cô đến tham dự buổi họp mặt hôm nay. Và xin mời tất cả các anh chị đứng lên. Xin mời cha ngồi xuống à, cha với mấy cô ngồi xuống, tụi con đứng lên thôi à. Kính thưa quý cha, quý thầy cô, đã hơn 41 năm, đã hơn 40 năm, đối với cuộc đời của mỗi con người thì không dài, nhưng đối với sự nhớ thương trong cái sự xa cách các thầy cô và các em, thì đó là một thời gian hết sức là dài. Trong lòng của chúng con luôn luôn nhớ, và chúng con luôn tâm niệm rằng, Thánh Mẫu ơi, với ta một thời mang áo trắng, xa bao nhiêu năm rồi, em có nhớ ta chăng? Và tụi con rất nhớ. Con này con nhớ nhiều nhất, bị cha Thanh đánh rồi, cha Hòa cũng đánh con nữa, mà không phải lỗi với con, mà tại vì cái lớp con ồn. Thế cho nên cái đó con nhớ hoài. Và sau này khi làm cô giáo, lớp mà ồn là con không dám quýnh, tại giờ quýnh là bị phạt. Nhưng mà con rất nhớ lại ngày xưa, cũng giống như nhớ từng bước chân của cha Nẩm mỗi lần là tới đầu tháng đến để mà phát học bạ, phải phát giấy khen cho tụi con. Cho nên hôm nay, thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi, cho chúng con một lần nữa cúi đầu và gọi hai tiếng thầy cô ơi.
xin chúng ta hãy cúi đầu để chào các thầy cô và trong lòng trân trọng ngày hôm nay sự có mặt của quý cha và quý thầy cô. 2, 3. Dạ, xin cảm ơn, một lần nữa xin cảm ơn quý cha và các thầy cô đã đến hiện diện ngày hôm nay. Xin mời các anh chị và các bạn chúng ta ngồi xuống. Con rất là cảm ơn những suy nghĩ và tình cảm chân tình của cha đã dành cho con trong tình yêu con là Thiên Chúa. Tiếp theo chương trình thì em xin mời cô Ngọc Diệp, giáo sư dạy các môn sử địa văn. Những cái năm mà chúng em còn học ở trường, giờ đã nghỉ hưu, đại diện cho thầy cô giáo có đôi lời phát biểu về buổi lễ hôm nay. Em xin mời cô. Nhờ sư phép anh cha, sư phép quý đồng nghiệp, các em thân mến, các em biết tấm cô ngày xưa mà khi vô lớp mà còn nói chuyện hay là còn người nào ngó quanh ngó quất mà không chào là cô không bao giờ ngồi xuống. Cho nên nếu các em có chút trân trọng đối với cô thì xin yên lặng, mặc dù là cô nói không hay mà nói một vài lời thôi nhé. Xin phép cha, xin phép quý đồng nghiệp và các em thân mến, trước hết cô xin có lời khen ngợi các em trong ban tổ chức đã tổ chức được một buổi họp mặt rất là trân trọng như hôm nay. Cái buổi họp mặt mà tôi cho rằng nó có rất nhiều ý nghĩa, bởi vì cái buổi họp mặt này các em đã thể hiện được cái lòng yêu mến thầy cô, cái tình của các em đối với trường xưa bạn cũ. Thật sự ra tôi nghĩ rằng các em không thể nào quên được cái ngôi trường Thánh Mẫu, cái nơi mà tôi nghĩ rằng áo trắng tung bay khắp sân trường, Thánh Mẫu gắn liền với yêu thương. Những chiều tan học chim tung cánh, liếc mắt nhau rồi bao vấn vương. Cho nên với thời gian, với tình hình của đất nước, các em đã mỗi người một nơi, rồi vất vả trong cuộc sống, trong gia đình, các em tạm quên nhau một thời gian rất dài. Bây giờ mọi việc coi như tạm ổn định, mái tóc các em đã đổi màu và các em đã trở thành những ông bà nội ngoại. Bây giờ là lúc tôi nghĩ các em sẽ có những giờ phút để nhớ lại những cái thời xa xưa, những kỷ niệm của thời thơ ấu. Mà trong những kỷ niệm đó thì không có cái tình nào mà nó trong sáng và nó êm đẹp như là cái tình bạn mà lúc chúng ta cấp sách đến trường. Cho nên tôi nghĩ sẽ có những lúc bây giờ các em ước ao dám mà gặp lại thầy cũ, bạn xưa, những người thân yêu của mình dưới mái trường Thánh Mẫu thì chắc các em vui lắm. Và tôi nghĩ đó là ý nghĩa của buổi họp mặt hôm nay, nó sẽ đáp ứng được những cái tình cảm mà các em mong muốn ở cái tuổi mà chúng ta sống về quá khứ hơi nhiều. Đấy là cái ý nghĩa mà tôi nghĩ rằng các em đã tổ chức được như thế này thì rất là quý. Riêng chúng tôi cũng vậy, bây giờ lớn tuổi rồi, chúng tôi vẫn có tình cảm như các em, nghĩa là vẫn muốn gặp lại những người bạn cũ, những học sinh thân mến của mình. Thế nhưng mà tóc đã bạc chứ không phải là đổ màu thôi, mà tay yếu, chân yếu, cho nên làm sao mà còn gặp mặt được với nhau được nữa, đâu có đi thăm viếng với nhau được nhiều. Cho nên khi các em tổ chức như thế này thì chúng tôi rất là cảm ơn các em tạo điều kiện để cho chúng tôi có dịp gặp lại nhau, chúng tôi có dịp gặp lại các cha thật là quý mến. Mà chúng tôi nghĩ rằng nếu các em không tổ chức thì chúng tôi sẽ không có cơ hội để mà gặp mặt như thế này. Cho nên một lần nữa cảm ơn các em và mong rằng các em sẽ cố gắng để mỗi năm được tổ chức những buổi gặp mặt như thế này để chúng ta duy trì cái tình cảm thân mật với nhau và nó trở thành một cái truyền thống của trường Thánh Mẫu thân yêu của chúng ta. Thôi nhé. Dạ, em
xin thay mặt các cụ sinh thân mẫu xin cảm ơn những lời phát biểu rất là chân tình của cô Ngọc Diệp nha. Và tiếp theo chương trình thì xin được hân hoan chào đón một số bạn phương xa về đúng cái dịp để họp mặt với chúng ta hôm nay. Các bạn đã học cùng với cái khóa lớp 73-74 ở Cali. Xin cảm ơn các bạn cựu sinh thân mẫu ở các phương trời xa, dù có mặt ở đây hôm nay hoặc không có mặt vẫn háo hức và theo dõi những hoạt động của nhóm với những tình thân. Và xin mời bạn Ngọc Sâm đại diện các bạn có đôi lời chia sẻ những tâm tình và cảm nhận của buổi họp mặt hôm nay. Dạ, xin mời. Chào cha và các cô. Trước hết tôi xin được cảm ơn ban đại diện, ban tổ chức đã cho con một cái diễm phúc là được đứng đây để thay mặt cho các bạn cựu học sinh Thánh Mẫu mà ở tuốt nửa trái đất phía bên kia. Dạ, con xin giới thiệu, con là Ngọc Sâm. Con bước vào Thánh Mẫu với một cái áo dài trắng, quần trắng lần đầu tiên trong cuộc đời của con với lớp đệ thất A12. Lúc đó con học buổi chiều và từ đó thì con đổi lên buổi sáng và không bao giờ thay đổi, đó là lục A1, ngũ A1, tứ A1. Nhưng mà hình như cái số của tụi con á, cái thời của tụi con đi đến đâu là họ bỏ thi cử tới đó. Cho nên tới trung học là tụi con không phải thi trung học. Qua đến đệ tam thì gọi là lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Khi chúng con lên lớp 11, bỏ tú tài 1, bước qua tú tài 2. Và thưa chúng con là tú tài IBM ABCD khoanh. Dạ. Con ra trường năm 73-74, rời mái trường đã 42-43 năm. Con không ngờ ngày hôm nay con được đứng đây để nói chuyện với tất cả các thầy cô, quý cha và tất cả bạn hữu. Con được đại diện cho các bạn của con ở bên Mỹ. Bởi vì khi mà Xuân Mỹ qua thăm nước Mỹ và ở nhà Thu Cúc thì lúc giờ Xuân Mỹ nói với chúng con một câu là năm nay khóa 73-74 có nhiệm vụ tổ chức buổi họp mặt. Khi con nghe được lời đó thì đêm đó con về, con suy nghĩ hết một đêm rất cảm động. Và con ngày hôm sau con mua một cái vé máy bay ngay lập tức. Và vì quá vội vàng thì con là những người nuôi mắc nhất. Là sau khi con mua rồi thì con về, con thấy con có hai con bạn thân, đó là con Diệu Hà, nó ở San Jose, nó cách có con cận kia kìa. Đó, nó là cái con nhìn đời bằng ảnh ảo, nó là cái con thân nhất của con ở Thánh Mẫu. Con dám tuyên bố con với nó là một đứa có thể mặc chung nhau một cái áo dài, mặc dù nó bé hơn con. Dạ, một con bạn thứ hai của con rất thân, đó là con Nguyễn Thị Thu Cúc. Cái con nhỏ này nè. Dạ, Cúc cục đuôi, ai nuôi mày lớn? Dạ, thưa thầy, con lớn mình con. Dạ, con rủ cái con đó, con bảo sống chết, mày cũng phải về với tao. Và nó là cái con thứ hai được con rủ. Con thứ ba là con Hồ Thị Kim Liên, là cái con nó to nhất ở dưới đằng sau kìa chị ạ. Đó. Vâng, thế là tụi con đã cùng nhau mua vé. Và những đứa nào càng mua trễ là những đứa mua vé rẻ nhất. Hai người còn lại ở trong khóa của chúng con là Bích Thủy thì bận việc gia đình, bận các cháu, và chị Mai, tức là chị ruột của Thu Cúc, cho nên phải chờ đến Noel. Tức là hai người Thánh Mẫu nữa sẽ về vào cuối năm nay. Dạ, cái đó là tâm tình của chúng con, tất cả những gì ao ước chúng con đứng đến để được đến ngày hôm nay, chúng con gửi lại. Và chúng con rất cảm ơn ban tổ chức. Trước hết, chúng con tạ ơn Chúa, cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn mẹ Maria là bổn mạng của trường Thánh Mẫu chúng con, đã cho chúng con còn sống đến ngày hôm nay để còn được gặp các cha, các thầy cô. Đó là một vinh dự và một hồng ân, và chúng con cảm động, và chúng con có lẽ không bao giờ vui như ngày hôm nay. Tất cả chúng con cuộc đời rất là nhiều thăng trầm thay đổi, người sống kẻ chết. Chúng con không biết có những người bạn nào đã ra đi. Riêng cá nhân con biết có một người bạn, đó là bạn Mai ở ngay đầu đường Đống Đa, chỗ trường học. Thì cách đây vài năm bạn Kim Liên Hồ về cố ý để gặp Mai, nhưng mà rất tiếc chúng con chỉ nhìn được hình ảnh của mắt trên bàn thân. Còn những người bạn khác mất hay còn chúng con không biết, nhưng về đây được gặp từ cha đến các cô và tất cả các bạn, ai cũng khỏe, ai cũng vui, đó là một kỷ niệm.
và chúng con rất cảm ơn ban tổ chức một lần nữa. Xin tất cả mọi người cùng nhau đến với nhau qua tình tha thứ, qua tình yêu thương và nhất là đoàn kết. Đó là một tiêu đề của Thánh Mẫu chúng ta mà không ạ? Dạ, dạ, con xin hết lời. Đây là một món quà nhỏ của khóa khóa đàn em tặng khóa đàn chị. Dạ, con cũng xin được đại diện tất cả các khóa đàn chị nhá. Đó, mình sẽ nhận bó hoa này và giống như các thầy cô đã khuyên chúng ta, tức là kính trên nhường dưới. Cảm ơn các em rất nhiều và sau đây thì con xin tiếp tử. Xin cảm ơn chị Ngọc Thông. Mà cũng là nếu mà trên Facebook thì chúng ta thấy Ngọc Lương á, Ngọc Lương á nha anh chị. Và với cái tâm tình của người xa xứ như vậy, tại sao bây giờ chúng ta lại không có một bài hát để cùng kết hợp lại nè? Nào xin mời tất cả các anh chị, các bạn. Anh em ta về cùng nhau ta xung họp ngày thầm bốn bà. Đây toàn là hoa, mỗi bàn cũng có bình hoa. Bàn nào không có bình hoa thì cái bàn bạn đó giơ tay lên dùm lắm ạ. Một. Bàn nào không có bình hoa thì chút nữa sẽ lên đây lấy. Và để cho có không khí vui vẻ, một bàn 10 người có cái bình hoa à, cho nên giờ không biết là bình hoa đó là sẽ vào tay của em nào, em nào, em nào. Thế cho nên bây giờ là mỗi bàn ở đằng sau đây có cái tấm này nè các thầy cô các anh chị, chúng ta dở ra nếu có một cái ký hiệu gì dán ở đó đó là những người đó sẽ được nhận. Nào, 1, 2, 3, món quà đầu tiên may mắn cho người nào ngồi trên ghế đằng sau có cái giấy này đây nha. Đó, ai có cái giấy này đây đó, vậy thì cái bình hoa này là của em này. Alo, xin thông báo là các nhóm của mình á, nhóm nào mà còn thiếu vé số số. Chị Nguyễn ta là gì? Chị Nguyễn ta đây, đây là đó, cô đó đấy. Ai không có bàn của thầy cô, không ai ngồi cái ghế của cái này hết. Thì gặp cô Hiền, thì Nguyễn đâu là Hiền? Hiền là Hiền, Hiền cứ cách đây, đi Hiền bên đây nè, đó, gặp cô đó lấy. Ai không có cái giác như vậy chút thì thòi đã chịu nha. Đây đó, ai được giác vô cái cánh tay giống tôi vậy, còn thể không giác cánh tay giác vô người cũng được. Nếu có cái số nào giác vô là được. Thì cô là khi ra cái bàn này cứ phải cô để bình hoài. Được tặng bình hoa, tặng bình hoa đặc biệt luôn. Đó. Bình này là bình độc đắc biệt. Bình này là bình đẹp nhất, độc đắc nhất. Mang
xổ số này chỉ mới là mở đầu chương trình thôi nha các anh chị và các bạn. Còn phần tiếp theo xin mời chị Xuân Mỹ tiếp theo. Còn cái chuyện xổ số may mắn hãy đợi đấy chút xíu nữa, đó là nhiệm vụ của Loan Nguyễn. Phần lễ của chúng ta đã kết thúc, bây giờ phần thứ hai là phần hội. Trong phần hội là có phần ẩm thực, và song song với phần ẩm thực sẽ có phần xổ số may mắn. Các anh chị hãy nhìn lên sân khấu, có một cái bàn quà, đầy ắp quà của các nhà tài trợ. Một lần nữa xin thay mặt cho ban tổ chức buổi họp mặt cuộc sinh thánh mẫu năm 2016, xin chân thành cảm ơn quý bạn hữu và công ty của anh Peter Tống Thiên Nhan ở Toronto, Canada. Xin cảm ơn những người anh chị cuộc sinh thánh mẫu ở nước ngoài đã gửi các phần quà về để cho chúng ta có một sự may mắn khi tham dự. Đó là chị Hoàng Quốc Nguyễn, chị Ngọc Sâm, chị Bích Thủy, chị Dạ Minh Châu, bạn Thi Thượng ở Paris, và các anh chị ở nước trong, ở nước ngoài gọi này nước trong, chị Phan Như Mai và lớp 12A5 niên khóa 73-74, cái nước ngoài nước trong, nước ngoài này nước ngoài, chị Hồ Kim Liên niên khóa 73-74, bạn Nhật Anh khóa 74-75, bạn Thiệp Nguyễn khóa 74-75, bạn tôi khóa 74-75. Xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị Mạnh Thường Quân đã gửi quà cho sổ số ngày hôm nay. Và một cái tin rất là vui mừng nữa là các thầy cô, anh chị và các bạn, là phần quà hôm nay so với phần tham dự là cứ trung bình 2 người là sẽ có 1 người may mắn. Phần quà trên 50%, trên 50% số người tham dự, cho nên chúng ta yên tâm là hầu như ai cũng có quà. Và bây giờ chúng tôi xin mời ban ẩm thực xin cho chúng tôi một cái buổi trưa vừa ngon miệng vừa vui vẻ. Và bên cạnh đó chúng tôi sẽ có một chương trình văn nghệ phục vụ. Mở hộp đi ngô này nè.